Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong ngày và đêm nay, khối khí lạnh vẫn tiếp tục quá trình bổ sung về cường độ. Tuy nhiên, tâm áp cao chủ yếu là lệch. Chính vì vậy, thời tiết tại các tỉnh thành Bắc Bộ chưa có sự thay đổi nhiều. Phổ biến vẫn là tình trạng nhiều mây vào đêm và sáng sớm, kèm theo đó là hiện tượng sương mù, trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Trong ngày, nắng vẫn có khả năng xuất hiện. Tuy nhiên, thời gian kéo dài trong khoảng vài tiếng giữa trưa và đầu giờ chiều, nền nhiệt vì vậy cũng không quá cao, chỉ từ 25 cho đến 28 độ. Riêng khu vực Tây Bắc Bộ, nhiệt độ có phần cao hơn từ 1 đến 2 độ, có nơi vẫn xấp xỉ là từ 29 cho đến 30 độ. Thời tiết tiếp tục duy trì trạng thái khô ráo, rất thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời của người dân Bắc Bộ. Theo nhận định xa hơn của các chuyên gia thời tiết, trong ngày mai 28 tháng 11, khối khí lạnh sẽ tiếp tục bổ sung về cường độ và khả năng 1 đến 2 ngày cuối tháng 11, nhiệt độ sẽ tiếp tục giảm mạnh, khả năng trời chuyển rét. Đến với khu vực Trung Bộ, trong ngày và đêm nay, gió Đông Bắc tiếp tục thổi dồn xuống, vì vậy mưa sẽ vẫn duy trì tại khu vực này. Vừa có mưa lại vừa kết hợp với gió Đông Bắc tầng thấp, nên nền nhiệt không có cơ hội tăng cao. Nhiệt độ cao nhất trưa chiều nay chỉ ở mức là từ 26 cho đến 28 độ. Từ các tỉnh, từ Thanh Hóa trở vào cho tới Thừa Thiên Huế. Và từ 27 cho đến 30 độ, các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào cho tới Ninh Thuận, Bình Thuận. Riêng khu vực Bắc Trung Bộ, đêm và sáng trời lạnh, có nơi sương mù nhẹ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ bước dần sang thời kỳ giảm mưa, nên trong ngày và đêm nay phổ biến là trạng thái ít mưa, có chăng cũng chỉ mưa vài nơi cục bộ với lượng không nhiều và kết thúc nhanh. Ban ngày trời có nắng và dự báo nhiệt độ cao nhất trưa chiều ở khu vực Tây Nguyên duy trì trong khoảng từ 27 cho đến 30 độ. Còn khu vực Nam Bộ, mức nhiệt cao hơn, phổ biến là từ 31 cho đến 33 độ, có nơi cao hơn, tập trung chính ở khu vực miền Đông Nam Bộ. Đáng lưu ý là từ ngày 28 tháng 11, khi rãnh thấp xích đạo có xu hướng hoạt động mạnh hơn và nâng trục lên phía Bắc, có khả năng sẽ ảnh hưởng tới thời tiết các tỉnh Nam Bộ, đặc biệt là khu vực ven biển miền Tây, cần đề phòng dông, lốc sét và gió giật mạnh trong cơn dông. Cụ thể, ngày hôm nay, thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau. Thưa quý vị, nằm trong xu thế thời tiết tại các tỉnh thành khu vực Đông Bắc Bộ, nên tại thủ đô Hà Nội, trời chỉ duy trì tình trạng nhiều mây về đêm và sáng sớm, kèm sương mù nhẹ vài nơi, trưa chiều trời hứng nắng. Tuy nhiên, nhiệt độ cũng chỉ dao động quanh ngưỡng là 28 độ. Thời tiết như vậy sẽ còn duy trì trong 1 đến 2 ngày tới. Đáng lưu ý, vào những ngày cuối tháng, nhiệt độ sẽ tiếp tục giảm mạnh, khả năng trời sẽ chuyển rét. Không khác biệt là mấy so với thủ đô Hà Nội, tại thành phố Cảng Hải Phòng, trời cũng chỉ nhiều mây trong sáng nay, đến trưa chiều, trời có nắng, nhiệt độ sẽ nhanh chóng tăng lên, ở mức là từ 27 cho đến 28 độ. Thời tiết nhìn chung thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời của người dân. Về đêm, nhiệt độ cũng sẽ dao động trong ngưỡng là từ 21 cho đến 23 độ, trời lạnh, kèm theo đó là hiện tượng sương mù nhẹ sẽ phần nào hạn chế tầm nhìn xa khi lưu thông vào thời điểm này. Cũng chịu ảnh hưởng của gió Đông Bắc tầng thấp nên tại thành phố Đà Nẵng từ 1 đến 2 ngày nay có mưa rào rải rác, tuy nhiên thì lượng mưa không nhiều. Dẫu vậy cũng làm cho nhiệt độ tại đây không thể tăng cao được, với biên độ nhiệt dao động trong ngày là từ 25 cho đến 29 độ. Đáng lưu ý là vào khoảng ngày 28 đến 29 tháng 11, do ảnh hưởng kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao nên mưa sẽ có xu hướng gia tăng mạnh mẽ trên địa bàn thành phố. Đi sâu vào khu vực phía Nam, đến với thành phố du lịch Nha Trang, trong ngày hôm nay, trời có nắng sớm, thế nhưng cường độ nắng không quá mạnh và nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay dao động trong khoảng từ 29 cho đến 30 độ. Tối và đêm, gió biển thổi mạnh sẽ làm cho nền nhiệt giảm xuống còn từ 25 cho đến 27 độ. Trời mát mẻ, thích hợp cho các hoạt động vui chơi, giải trí, cũng như thuận tiện cho đời sống của người dân tại thành phố biển nổi tiếng này. Đến tới thành phố Đà Lạt vào cuối tháng 11, thời tiết sẽ trở lạnh vào sáng sớm và chiều tối, thỉnh thoảng có mưa đêm và sương mù. Do đó, nếu đến thành phố Đà Lạt trong những ngày này, quý vị nên chuẩn bị đầy đủ đồ ấm để giữ nhiệt cũng như áo mưa để đề phòng trường hợp thời tiết xấu. Dự báo trong ngày hôm nay tại thành phố sẽ là trạng thái có nắng nhẹ vào ban ngày, với nhiệt độ cao nhất trưa chiều nay sẽ ở mức là từ 21 cho đến 23 độ. Thấp nhất ngày giảm khoảng về là từ 15 cho đến 16 độ.
Điểm dừng chân cuối cùng trong ngày hôm nay là tại thành phố Hồ Chí Minh. Dự báo ngày hôm nay trời tiếp tục có nắng gián đoạn trong ngày, vì vậy nhiệt độ trong ngày cũng không tăng quá cao, sẽ dao động trong khoảng từ 32 cho đến 33 độ. Thời tiết nhìn chung thuận lợi cho khoảng sáng cho đến đầu giờ chiều. Càng về chiều tối thì trời càng nhiều mây hơn, có khả năng xuất hiện mưa rào và dông, gây đôi chút khó khăn cho việc lưu thông trên địa bàn thành phố. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết đô thị ngày hôm nay tại đây. Xin chào và kính chúc quý vị một ngày mới tốt lành.